Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, qua những trận mưa những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, tuyến cao tốc này đã hư hỏng nặng. Trước tình hình này, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng Ban An toàn giao thông, lãnh đạo địa phương và các ngành liên quan có chuyến khảo sát thực tế và đã đề xuất biện pháp giải quyết. Chỉ vài đám mưa đầu mùa, tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã hư hỏng nặng. Mặt đường xuống cấp nhiều nơi, ổ gà ổ voi gây nguy hiểm cho phương tiện giao thông. Đại diện nhà đầu tư cho biết, trước mắt là giảm giá để chờ đầu tư giai đoạn 2. Nhà thầu đơn vị duy tu bảo dưỡng thì chia nhiều cái tổ đội nhóm để đẩy nhanh cái tiến độ khắc phục những cái điểm hư hỏng ổ gà để giúp cho người tham gia giao thông lưu thông được an toàn hơn. Mặt khác, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nối liền Cần Thơ và Kiên Giang đã chia phần đất của nhiều hộ dân thành hai khu, nhưng không có đường để đi vào ruộng lúa. Nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cũng bị ảnh hưởng. Sớm là đầu tư giai đoạn 2 để cho tuyến đường đạt chuẩn cao tốc, để đảm bảo cho cái an toàn về giao thông. Cái thứ hai là người dân sống hai bên tuyến là cũng có mong mỏi làm sao là phải đầu tư làm hai cái đường dân sinh hai bên cao tốc, để đáp ứng cho cái nhu cầu đi lại của người dân của địa phương. Qua khảo sát thực tế, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng Ban An toàn giao thông, nhà đầu tư và các ngành liên quan đã ghi nhận những khó khăn của nhà đầu tư và địa phương. Trước mắt cần khắc phục để tránh nguy hiểm cho người dân. Chúng tôi sẽ có các cái kiến nghị rất là cụ thể để gửi cho Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan, cũng như là có những cái khuyến nghị liên quan đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban huyện Vĩnh Thạnh để làm sao cái công tác khi mà người dân di chuyển trên cái tuyến đường này thì được an toàn. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi thuộc đường Hồ Chí Minh đoạn Đức Hòa - Rạch Sỏi hơn 50 km. Quy mô quy hoạch 6 làn xe cao tốc, người dân mong chờ sớm triển khai thực hiện giai đoạn 2 để đảm bảo an toàn khi tham gia trên tuyến này cũng như thuận lợi trong việc giao thương.